Hello, chào buổi tối mọi người. Rồi, Huyền sô cô la kìa. hôm nay lại rảnh rang quá, lại online để livestream với mọi người đây. Buổi tối của mọi người thế nào? Huyền à, xinh quá à. Hôm nay là sẽ buôn với mọi người tẹt ga luôn. Bởi vì là hôm nay là có rất là nhiều thứ hay ho để cùng với mọi người chia sẻ. Hôm trước thì các bạn nhắn tin cho Vân rất là nhiều, kêu là chị ơi hôm nào chị live một cái livestream về chủ đề nuôi dạy con cái đi. Thì là Vân thấy cũng hay, mà chủ đề này thì mình cũng chưa bao giờ mình thực sự nói đến với mọi người cả. cảm ơn Bích Phượng. Hello chị Yến. Đấy thì mọi lần hay live với mọi người về các cái vấn đề làm đẹp này, những cái vấn đề của phụ nữ. Thì còn hôm nay thì sẽ live với các mẹ về những cái vấn đề liên quan đến những cái cách để chúng ta có thể nuôi dạy con một cách tốt nhất. và hôm nay thì các mẹ nào mà có chung những cái câu hỏi hay là những cái khó khăn, những cái mà mình vướng mắc trong việc nuôi dạy con ấy thì cũng có thể chia sẻ với Vân luôn. Chào mọi người. Ôi, mọi người vào chào nhiều quá, mình không không chào được hết tất cả mọi người đâu nhé. hôm nay thì sẽ có 3 món quà dành cho ba mẹ sẽ có những cái sự tương tác tốt nhất với Vân trong cái livestream này. Thì mọi người hãy cùng đợi để xem là hôm nay bạn nào sẽ nhận được quà nhé. Chắc là Vân sẽ công bố những người nhận được quà ở ngay trong livestream này hôm nay thôi. đấy thì nói về cái chủ đề chăm sóc con cái thì thực sự là Vân như mọi người cũng biết là một người mẹ đơn thân thì sẽ có rất là nhiều vấn đề. Những cái vấn đề nó sẽ thậm chí là nhiều gấp đôi so với lại những ông bố bà mẹ bình thường, bởi vì là mình phải vừa làm bố vừa làm mẹ và mình thật sự là mình có rất là nhiều những cái stress trong cuộc sống. Có những cái vấn đề của cái việc nuôi em bé thì cá nhân mình cũng đã phải học rất là nhiều, học cách để làm mẹ, bởi vì cái việc mình có một em bé ở bên cạnh nó giống như là hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, và con mình giống như là một người thầy xuất hiện trong cuộc đời để dạy cho mình những cái cách để mình có thể thực sự là một con người đúng nghĩa, một người mẹ đúng nghĩa. Thì Vân chỉ cảm thấy mình hoàn thiện khi mà mình làm mẹ thôi. Đôi khi mình cảm thấy rất là biết ơn con, nhưng mà đôi khi thì cũng rất là stress với con. Không biết là mọi người có cùng quan điểm với mình không, nhưng mà những khi mà con bướng biếng ăn này, hay là lười học này, hay là thích chơi điện tử này, thì những cái lúc như vậy thì mình cũng không biết làm thế nào để mình có thể bớt cái những cái tính mà con chưa được như mình mong muốn. Thế thì đối diện với những cái việc như thế thì mình không thể nào mình xử lý theo kiểu thông thường được. Và mình phát hiện ra một cái điều là khi mà tự mình hoàn thiện bản thân thì con mình mới tốt hơn được. Và khi mà mình nói để mà con nghe thì mình phải có một cái cách nói chuyện như thế nào đấy để cho con mình có thể thực sự hiểu, tôn trọng cũng như là nghe nghe lời mẹ. Rất là nhiều người giống Vân đúng không ạ? Trần Thị Bích Phượng này. Nhiều lúc bất lực lắm bởi vì là nói con không hề nghe luôn. Và những lúc như thế thì mình nhìn nhận lại bản thân xem là mình có vấn đề gì không. Và thường là khi mà mình ổn rồi ấy, thì con mình nó mới ổn được. Thế thì Vân rất là ngưỡng mộ cái cách nuôi dạy con của người Nhật Bản. Khi mà Vân sang Nhật làm việc và công tác ấy, thì mình có điều kiện để mình gặp gỡ và mình nhìn cái cách dạy con của những cái phụ huynh ở bên Nhật ấy. Nhìn những cái đứa trẻ Nhật nó rất là tự lập, nó rất là tập trung, thì mình thắc mắc lắm và mình thấy là tại sao mình không áp dụng cái phương pháp dạy con của người Nhật về với Việt Nam.
Thì mình nghĩ là cái gì nó cũng phải có người để hướng dẫn cho mình, phải có thầy giáo, mình còn phải đi học nữa là con mình đúng không ạ? Thế thì mình quyết định là mình sẽ học về cách để làm mẹ như thế nào và học cách để mình nói để cho con mình phải thật sự lắng nghe. Một trong những cái bài học mà Vân rất là thích của người Nhật đó là họ cực kỳ đề cao cái tính tự lập của con mình. Và đôi khi mình đi công tác như này này thì con mình ở nhà, con mình ở mình xa mình như thế, thì mình làm nào để mình không bị quá lo lắng về con, làm thế nào để mình có thể đi xa nhưng mình vẫn yên tâm công tác và con mình ở nhà vẫn tự lập. Như hôm nay là bạn Bin gọi điện cho mẹ và kể chuyện hôm nay đi chạy hè rất là vui. Bạn cứ tranh thủ hở ra là bạn lại chạy ra bạn mượn điện thoại của các cô giáo để gọi điện cho mẹ. Mình cảm thấy rất là đáng yêu. Và bây giờ thì mình đã yên tâm hơn rất là nhiều trong việc đi công tác rồi. Tại vì bạn Bin, bạn ấy hoàn toàn là bạn ấy có khả năng tự lập được và bạn ấy rất là ngoan, nghe lời mẹ. Thực ra chưa chắc là cái việc mình nghe lời đã là một cái điều, không phải những đứa trẻ luôn luôn nghe lời là đã là một cái điều tốt đâu. Đôi khi mình cũng phải tôn trọng cái sự sáng tạo của con mình, tôn trọng cái việc con mình có những cái tự do trong suy nghĩ và mình phải lắng nghe con trước đã, trước khi mình muốn con lắng nghe mình ấy. Thì sau khi mà Vân tham gia vào một cái khóa học thì Vân đã nắm được cái cách, cái bí quyết, cái chìa khóa để mà giải đáp cho những cái thắc mắc từ trước đến nay của mình. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, đấy là cái khóa học tên là Nuôi dạy con theo phương pháp của người Nhật. Cái khóa học nghe tên là đã thấy nó rất là hữu ích rồi đúng không ạ? Và khóa học này thì mình tình cờ được đọc ở trên mạng của EduMall ấy. Thì thực sự là mình thấy nó rất là hay. Nó giải thích cho mình rất là nhiều những câu hỏi từ trước đến giờ mình không hề tìm được cái cách giải quyết. Ví dụ như là lúc nào bạn Bin, bạn ấy cũng muốn dành thời gian cho điện tử, iPad hơn là nói chuyện với mẹ. Thì sau khi học xong khóa học mình học ở trên mạng ấy thì mình mới thấy là hóa ra là do mình chưa gây đủ cái hứng thú cho con để con thích trò chuyện với mình, hay là mình không có những hoạt động tương tác với con để cho con thấy là con thích ở bên cạnh mình hơn là việc chơi điện tử. Thế thì mình phải thay đổi. Mình đã sửa được từ từ chính cái cách cư xử của mình hàng ngày, rồi việc Bin biếng ăn, Bin không thích ăn món nọ, Bin không thích ăn món kia. Ngày xưa thì mình ép bằng được là Bin phải ăn những cái món mà mình yêu cầu. Nhưng bây giờ thì mình đã biết lắng nghe bạn ấy, mình tôn trọng bạn ấy, mình đa dạng hóa cái khẩu phần của bạn ấy theo nhiều cách. Và thậm chí là mình còn có những cái giáo cụ trực quan mình dạy cho bạn ấy là cái gì nó là thực sự không tốt. Ví dụ như có một lần là mình muốn bạn ấy không uống Coca nữa, mình phải lấy Coca mình đổ vào cái vết bẩn ở trên bồn cầu ấy, xong mình cọ đi và nó đánh bật luôn cái vết bẩn đấy. Và bạn ấy thực sự bị sốc và bị choáng vì không thể nghĩ được là Coca lại có cái tính tẩy rửa mạnh như thế. Thì đấy, đôi khi mình phải cho bạn ấy trực quan nhìn thấy là cái chất trong Coca nó độc như thế đấy. Bạn ấy mới thấy sợ và từ đó về sau thì bạn Bin bạn mới không uống Coca nữa. Nên đôi khi mình phải có những cái biện pháp nó mạnh một chút để cho con mình bị giật mình và từ đó là nghe lời mình một cách rất là tự nhiên. Đấy thì ví dụ như là về cái việc là cháu hay ăn vạ rồi không tập trung học, ngồi học một lúc là sẽ phải tìm cớ đi vệ sinh hoặc là nói chung là sẽ cô gia sư đến nhà là hầu như cả buổi không dạy được cái gì cả. Chắc là sẽ có rất nhiều người giống Vân, tức là bị ức chế vì là con mình học rõ ràng là bạn ấy học không phải là bạn ấy kém đâu, bạn ấy rất là thông minh nhưng mà bạn ấy vẫn không chịu, không thích học. Và làm thế nào để tìm lại được cái sở thích của con với việc học? Bé 1 tuổi học được rồi Phong ơi. Bởi vì 1 tuổi là mình đã bắt đầu có thể giáo dục con được theo cái phương pháp của người Nhật rồi. Thì muốn học được cái phương pháp giáo dục của người Nhật thì mình phải xem những cái video bài giảng rất thực tế. Xong rồi mình sẽ phát hiện ra là con mình nó sẽ có được những cái cách để mà mình đốc thúc được nó ăn uống hay là học tập một cách tự giác, và cháu sẽ tìm thấy niềm vui trong việc học, tìm thấy niềm vui trong việc ăn uống thì cháu nó sẽ thích ăn. Cá nhân Vân thì Vân nghĩ là ăn uống chẳng hạn thì bữa ăn nó phải luôn luôn là một cái quá trình rất là happy, rất là hạnh phúc. Thì mình đừng bao giờ mình ép con mình, đừng đánh đập con mình để cho con mình phải ăn món này, phải ăn món kia, mà phải làm cho nào cho bạn ý, làm nào cho bạn ý thích cái món đó một cách tự nhiên. Và cho con biết là đây, rau củ quả là tốt này, những cái thức ăn nhanh fast food là không tốt. Thậm chí đôi khi bạn ấy không thích ăn thịt đến mức độ mà mình cũng phải
Như mì ý là mình phải xay xay nhỏ thịt bò, xay nhuyễn ra thì bạn ấy mới ăn chẳng hạn. Thì rồi cuối cùng cũng phải ăn thôi, nhưng mà ăn theo một cách rất là tự nguyện và rất là thích ăn những cái món đồ mà mẹ nấu. Thế thì mình không bao giờ mình sử dụng đến đòn roi hay là la mắng, mà mình sẽ luôn luôn là những cái trò chuyện, những cái đối thoại để cho con mình có thể thực sự là lắng nghe và được coi mình như một người bạn ấy. Thì khi mình học online thì mình thấy là bản thân mình cũng có một cái cách học rất tuyệt vời nhá. Mình chỉ cần cầm điện thoại di động này, điện thoại có nối mạng internet là đến bất cứ nơi nào mình cũng có thể học được. Và mình là một người rất là ham học hỏi, lúc nào mình cũng khao khát được hoàn thiện bản thân. Mình học rất là nhiều, mình học mọi nơi mọi lúc. Thế thì mình khi mà mình phát hiện ra cái khóa học này thì mình cảm thấy cực kỳ là giống như là được cứu tinh ấy. Bởi vì học làm con thì ai cũng nghĩ là mình có thể dạy được cho con mình đúng không? Nhưng học làm cha làm mẹ thì lại là cả một vấn đề mà không không phải phụ huynh nào cũng nghĩ ra. Ví dụ như vấn đề của Yến Tử chẳng hạn, là bé không làm nào để bé tách ra được khỏi điện thoại đúng không? Thế thì mình phải có những cái cuộc trò chuyện với con, rồi những cái trò chơi với con để tăng cái sự tương tác giữa hai mẹ con. Thì con mình nó sẽ thích chơi với mình hơn là cầm được điện thoại di động. Học online thì nó rất là thích, bởi vì là 100% thời gian của mình có thể tập trung được vào cái việc học online khi mà mình chỉ cần có cái điện thoại trên tay thôi. Mình không bị phân tán bởi những cái khác. Mỗi một ngày thì Vân chỉ học khoảng 15 đến 20 phút học online thôi, nhưng mà nó cực kỳ là hiệu quả. Và các cái khóa học này thì đều có những cái thầy giáo nổi tiếng, họ sắp xếp rất là khoa học theo từng khóa một, và mình có thể mình lựa chọn cái chương trình học nó phù hợp với mình. Ví dụ như Vân là Vân đã học một số những cái khóa như là khóa làm đẹp tại nhà bằng yoga của đại sư Nguyễn Hiếu, và cái khóa dạy con theo phương pháp của người Nhật này, thì mình thấy là cả hai khóa đấy Vân đang theo học thì cực kỳ hiệu quả. Đấy là chia sẻ với các mẹ các cái cách để mà chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian và vừa vừa làm bố làm mẹ tốt mà vẫn vừa là những học sinh tốt. Khóa học này thì nó rất là rẻ, đợt trước Vân mua là hơn 1 triệu, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn được có 399.000 thôi cho một khóa học online. Và khóa học này mình có thể học trọn đời, mình có thể học Vân của bây giờ và Vân của 20 năm sau học cũng vẫn được. Tức là chỉ bỏ ra rất ít tiền nhưng mà cái lượng cái kiến thức mình thu lại nó rất là khủng khiếp. Học trên điện thoại được chứ, Thoa Trần Hồng. Điện thoại hay là laptop, chỉ cần có internet là các bạn ở đâu cũng có thể học online được. Và cái hay nhất đấy là mỗi một lần mình học, mình lại cảm giác mình học được những cái rất là mới ấy. Tại vì mỗi lần mình đọc lại là một cái tiếp thu kiến thức nó khác nhau, nhưng mà nó vẫn luôn luôn là những vấn đề muôn thuở đấy, những cái vấn đề là con mình đấy, ví dụ như là con mình biếng ăn thì làm thế nào, con mình không nghe lời thì làm thế nào, con mình đòi hỏi vòi vĩnh thì làm thế nào, nên chiều theo bạn ấy hay là nên phản ứng lại. Không phải lúc nào mình cũng chiều theo con, mà không phải lúc nào mình cũng cấm đoán nó là đúng đâu nhá, mà phải lựa lúc nào nên chiều, lúc nào thì nên dừng lại. Thì cái này là cả một nghệ thuật. Và với Vân thì Vân phải học rất là nhiều, học qua video bài giảng và không cần phải đến lớp nào cả. Nó cực kỳ tiện bạn ạ. Và mình có thể chuyển khoản. Mình thì mình chuyển khoản online bây giờ rất là tiện, hoặc có thể đóng tiền mặt cũng được. Thì nói chung là mình thấy riêng cái phần mà giảng viên họ họ sẽ giải đáp mình khi mà mình comment thảo luận ở dưới, y như là mình đi học ở lớp ấy, mình có câu hỏi gì mình đặt ra với thầy cô giáo ấy thì cũng sẽ được trả lời. Thì học kiểu này cũng y như thế. Mọi người có rất nhiều câu hỏi dành cho Vân đúng không ạ? Và chúng ta muốn trả lời câu hỏi đấy thì chúng ta phải học cách để trả lời thôi. Tại vì mỗi một phụ huynh lại có một vấn đề khác nhau. Nhưng mà thực ra các con cũng có từng đấy vấn đề thôi à? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có là không nghe lời, biếng ăn, lười học, rồi sức khỏe. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có từng đấy vấn đề với các con thôi. Thế thì mình cảm thấy là khi mà mình học cái khóa học này xong ấy thì mình tự tin hơn hẳn, và bất cứ khi nào có vấn đề gì mình lại mở điện thoại ra, mình vào cái phần đấy để xem là à, con mình nó đang như thế này thì mình nên giải quyết như thế nào. Nó như là một cái kim chỉ nam, một cái chìa khóa để giải quyết vấn đề ấy. Đúng rồi, khóa học này đang giảm 75%, và tí nữa thì mọi người có thể comment luôn trên cái đường link của Vân Vân chia sẻ thì mọi người sẽ được giảm 75% luôn.
ưu đãi rất là tuyệt vời, và cái này thì chắc là cũng chỉ có Vân Vân mới mới giúp được mọi người thôi. Tại vì qua cái link này thì mọi người sẽ có thể được giảm giá tối đa như thế. Còn như Vân ngày trước mua là hơn 1 triệu đấy. Vin rất tình cảm. Chúc hai mẹ con hạnh phúc. Cảm ơn chị Thúy. À, thanh toán mọi người có thể thanh toán sau khi mà đã đăng ký các cái thông tin ở trong các khóa học, tí nữa thì Vân sẽ chia sẻ. Thực ra là để làm bố làm mẹ còn nó có rất là nhiều vấn đề, và từ khi mà con mình ở trong bụng mình ấy thì mình đã có một cái ý thức là mình giáo dục con sớm rồi. Thế thì tại vì hiện tại là bạn bè của Vân ấy cũng đang có rất nhiều người đang mang thai, đang có bầu ấy, thì mình cũng muốn là chia sẻ với mọi người một cái bí quyết nữa. Đó là có một cái khóa học có tên gọi là thai giáo. Thai giáo nghĩa là giáo dục thai nhi từ trong bụng mẹ. Thì cái điều này nó sẽ kích thích đến năm giác quan của bé ngay từ khi bé trong bụng mình. Tức là nghe nhạc gì này, nói chuyện với con như thế nào để tác động được tốt nhất đến con mình. Thì sau khi con mình ra đời, con mình sẽ có được cái sự tương tác với mình rất là tuyệt vời. Thì cái thai giáo cũng là một khóa học rất đặc biệt. Mà những người bạn của Vân hôm nay nếu mà có xem livestream này thì cũng có thể đăng ký ngay. Đây cũng là một cái khóa học mà Vân nghĩ là chúng ta học làm mẹ ngay từ khi con mình còn chưa ra đời ấy, nó sẽ cái gì học càng sớm ấy, sẽ càng tốt. Vân là bây giờ Vân học hết tất cả mọi thứ, cái gì Vân học được là Vân đều học. Tức là mình hoàn thiện bản thân. À, ngày xưa thời của Vân có bầu thì chưa có cái khóa học này. Mình chưa hề biết đến cái thai giáo này, nhưng mà bây giờ mọi người cực kỳ may mắn. Mọi người cực kỳ may mắn vì là cái gì cũng học được. Học yêu, học ăn, học nói, rồi thậm chí học cả cách chia tay, học cách làm thế nào đấy để cho người ta yêu mình nhiều hơn, học cách để làm nào đấy để chia tay không hận thù, thậm chí tất cả những cái đấy đều phải học. Và học làm bố làm mẹ thì làm cái không thể nào chúng ta có thể phủ nhận được rồi. À, học thai giáo thì như mọi người thấy thì nghe nó rất là lạ đúng không ạ? Nhưng mà giáo dục thai nhi từ trong bụng mẹ còn là một cái cách giáo dục sớm rất là hiệu quả. À, thì khi mà con mình ở trong bụng mình mà nó đã có những cái sự tương tác với mẹ, có những cái bản nhạc hay để kích thích trí thông minh, kích thích sự tưởng tượng của con thì rất là tuyệt vời. Thanh toán thì mọi người sẽ thanh toán bằng phương pháp chuyển khoản. Như Vân là Vân đăng ký ở trên Edumon là Vân chuyển khoản thôi. Rất đơn giản. Thì hiện tại thì đang có ưu đãi 75% cho tất cả mọi người. Và hôm nay thì Vân sẽ có 3 khóa học để tặng cho mọi người. Khóa học thứ nhất là phương pháp nuôi dạy con theo cách của người Nhật. Khóa học thứ hai là khóa học thai giáo, thì đặc biệt dành cho các bạn nào mà đang có bầu. Đang theo dõi livestream này thì comment để Vân biết là bạn đang có bầu, thì Vân sẽ dành cái cơ hội đó cho bạn, tặng cho một bạn để học thử xem. Và khóa học thứ ba là một cái khóa học mà Vân nghĩ là tất cả các chị em đều cần chứ không phải một mình Vân. Đấy là khóa học trẻ hóa với yoga. Chắc mọi người cũng biết đến đại sứ yoga Nguyễn Hiếu đúng không ạ? À, chị ấy đang rất là nổi tiếng, và chị Nguyễn Hiếu có những cái bài tập mà giúp cho mình thật sự là vừa trẻ da vừa đẹp. Như mọi người thấy là Vân trộm vía là trẻ hơn so với tuổi đúng không ạ? Là Vân cũng phải tập yoga. Và Vân muốn là chia sẻ với mọi người về cái khóa học này. Nó sẽ giúp cho mình được trẻ hóa toàn thân này, kéo dài tuổi xuân. Gương mặt của mình sẽ được nhãn giãn ra, trẻ ra rất là lâu. Chống lão hóa cực kỳ tuyệt vời. Cơ thể thì rất là thon gọn. Nhiều bạn đang có bầu ghê ha. Rồi mình sẽ xem các bạn tương tác như nào rồi mình sẽ tặng cho các bạn. Đấy thì mọi người cũng 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 yên tâm là với khóa học yoga thì sẽ có 5 phần chính. Cũng 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 hôm nay Vân cũng sẽ tặng cho một bạn may mắn nào đang theo dõi chương trình, để cho bạn ấy cũng sẽ được tập yoga giống Vân. Đó thì Vân sẽ nhắc lại một lần nữa về cái việc là vì sao mà chúng ta lại nên học online. Chúng ta học online chúng ta có thể học qua những cái video bài giảng này,
Không giới hạn về thời gian và không gian. Chúng ta có thể học trên điện thoại, học trên laptop, bất cứ nơi nào mà chúng ta có internet. Và chúng ta mua một lần học được trọn đời luôn. Mua một lần thì chỉ bỏ ra có 399 ngàn thôi mà học được trọn đời. Các bạn đã bao giờ thấy một cái khóa học nào tuyệt vời như thế chưa ạ? Đó, thì mọi người có thể yên tâm là thanh toán rất tiện lợi nhé. Mọi người có thể chuyển khoản hoặc là trả tiền mặt cho bên Edumon thì họ sẽ liên lạc với mình ngay lập tức. Giáo dục con bằng phương pháp người Nhật, đó là cái một trong ba khóa học hôm nay mà Vân nhắc đến đấy, là cái khóa học mà Vân thích nhất, cũng là khóa học mà Vân đang theo học. Còn cái khóa yoga thì mình cũng mới tập yoga tại nhà thôi và mình thấy cực kỳ hiệu quả. Mình mua thảm về mình tự tập ở nhà. Mỗi một ngày thì tập khoảng, nếu mà tập đều mỗi một ngày tập nửa tiếng thôi cũng được. Còn nếu mà không tập đều được ấy, thì một tuần tập trung tập khoảng 2 buổi yoga, mỗi buổi khoảng 1 tiếng, là cái cơ thể của mình nó cũng rất là dẻo dai và săn chắc rồi. Đấy. Tức là hôm nay mình sẽ tặng cho mọi người ba khóa học online của Edumon. Khóa học thứ nhất là khóa học giáo dục con theo phương pháp Nhật Bản. Khóa học thứ hai là khóa học thai giáo dành tặng riêng cho những bạn đang có thai ở trong Facebook của Vân đang theo dõi livestream này. Thì các bạn tương tác, mình mới biết là các bạn bạn nào đang có bầu, mình sẽ chọn ra một bạn để tặng. Và cuối cùng là khóa học yoga của chị Nguyễn Hiếu thì mình cũng sẽ tặng cho một bạn thật sự ao ước khao khát muốn tập yoga tại nhà giống Vân. Lúc mình có bầu thì mình cũng không tập yoga bạn ạ. Sinh em bé xong mình mới tập. À, chút nữa thì mọi người sẽ thấy. Nói chung là học qua video thì cực kỳ là dễ hiểu, mọi người sẽ không bao giờ phải lo lắng những cái bởi vì nó có minh họa mà, học bằng hình ảnh lúc nào cũng rất là dễ. Đăng ký một lần lại được học trọn đời, xong sản phẩm này được free ship toàn quốc nữa. Bạn ở đâu bạn cũng có thể học được. Bất cứ một nơi nào. Và đăng ký trong cái link của Vân ngày hôm nay thì sẽ được giảm 75%. Và quan trọng nhất là mọi người có thể thảo luận được thoải mái với giảng viên trên cái khóa học này bằng cách comment. Học ở bất cứ nơi nào rất là linh động, miễn là có internet là có thể học được. Đúng rồi, đăng ký tại link của chị thì mới được ưu đãi 75%. Thế thì bây giờ mọi người hãy comment để Vân biết xem là bạn nào sẽ lựa chọn cái khóa học để Vân tặng nào. Dạy con theo phương pháp của người Nhật nào, ai muốn nào. Khóa học này là Vân đang theo học đấy. Rất là tuyệt vời và mọi người chỉ cần 399 ngàn là có thể học được trọn đời đấy. Bạn Chu Hường mới có bầu được 2 tháng. Thế thì còn rất là nhiều cái phải học em ạ. Để mình xem bạn nào comment nhiệt tình và tương tác nhiều thì mình sẽ tặng. Đó, thì cái khóa học đầu tiên là dạy con theo phương pháp của người Nhật, với những cái cách chúng ta có thể đối phó với con của mình. Bạn Thu Hà, em có hai bé, bé thứ hai mới được nửa tháng, em rất stress. Bạn Thu Hà có muốn không? Nào mọi người thử comment xem mọi người stress những cái gì nào. Khóa thai giáo thì mình sẽ tặng cho bà bầu nào đó trong Facebook của mình. Bạn Thu Hà muốn được tặng khóa dạy con theo phương pháp người Nhật đúng không ạ? Ok, khóa dạy con theo phương pháp người Nhật mình sẽ tặng cho bạn Thu Hà nhé. Tiếp tục nào, đến phương pháp à đến khóa học thai giáo nào. Bạn nào nào? Bạn nào muốn được tặng khóa học thai giáo nào? Hãy comment để cho mình biết nào. Hải Huyền Trang có bầu 6 tháng và một bé 4 tuổi. Thế thì chị sẽ tặng cho Hải Huyền Trang một khóa học thai giáo nhé. Mọi người hãy nhớ là chút nữa thì sẽ có bên Edumon họ liên lạc với các bạn. Mình chọn ra bạn nào thì Edumon họ sẽ lưu lại và họ sẽ liên hệ với các bạn để tặng cho các bạn khóa học đó. Rồi, thế là bây giờ mình đã chọn ra được bạn Thu Hà là mình sẽ tặng khóa phương pháp người Nhật này. Bạn Hải Huyền Trang là mình sẽ tặng khóa thai giáo. Còn một khóa yoga nữa thì sẽ là bạn nào ạ? Bạn ở Pháp cũng có thể học được nhé. Mama Sara ở đâu cũng có thể học được, bất cứ nơi nào.
rất tiện lợi, học online là một cái rất là tuyệt vời. Bạn nào muốn được tặng khóa yoga, yoga học tại nhà, bạn nào ạ? Ôi, mọi người rất là đáng yêu và nhiệt tình. Hải Huyền Trang nhớ nhá, em hãy chớp lấy cơ hội này và học cái khóa thai giáo này sẽ rất tốt cho em. Em muốn được tặng khóa yoga. Rồi, cảm ơn Hải Huyền Trang. Bạn nào muốn được học yoga nào? Bạn nào đang có thân hình chưa được tự tin lắm nào? Em Nhung Phạm, Nhung Phạm à? Thế là chị tặng cho Nhung Phạm khóa yoga nhá. Khóa yoga này rất là hay Nhung ạ. Em có thể học tại nhà và yên tâm là bên Edumon họ sẽ liên hệ với em. Rồi, thế là chúng ta sẽ có ba người được tặng rồi đúng không ạ? Hải Huyền Trang thì được tặng khóa thai giáo này. À, em yên tâm, em đẻ xong thì không còn tác dụng gì cả, em phải học ngay bây giờ. Em học ngay khi em đang có bầu này mới tốt. Rồi bạn Thu Hà là được tặng khóa dạy con theo phương pháp người Nhật này. Và bạn Nhũ Phạm là được tặng khóa yoga này. Market ơi, tặng em yoga đi. Tập yoga rất là tuyệt vời mọi người ạ. Trẻ lâu, đẹp da, thon dáng. Nói chung là tất cả mọi thứ đều được giải quyết với yoga. Và cái tuyệt vời nhất mà yoga mang đến cho mình đấy là sự dẻo dai. Dẻo dai trong cuộc sống, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Mình nói lại một chút về khóa học thai giáo nhé. Khóa học thai giáo vì sao mà nó lại hay? Đó là khi mà chúng ta có cái quãng thời gian tuyệt vời là 9 tháng mang bầu ấy, thì mình sẽ giáo dục con trước ngay từ trong bụng mẹ. Đây là một cái phương pháp giáo dục sớm. Là con ở trong bụng mình nó sẽ được cảm nhận người mẹ ở bên ngoài qua những cái phương pháp học mà mình có thể truyền lại được cho con và kích thích năm cái giác quan của con có thể được phát triển. Thế thì với cái khóa học thai giáo thì các mẹ rất là phải chú ý đến đây là cái giai đoạn vàng trong sự phát triển của bé. Thì nếu mà chúng ta tham gia, chúng ta sẽ có những cái phương pháp kích thích cả năm giác quan để cho bé có thể phát triển toàn diện và thông minh. Ngoài ra thì khi bé sinh được sinh ra thì bố mẹ chăm con cũng sẽ nhàn hạ hơn rất là nhiều. Và nó là cái cách để chúng ta gắn kết yêu thương, chúng ta thấu hiểu con cái hơn. Cái cách bố mẹ có thể trò chuyện cùng với con của mình nó cũng là một cái rất là quan trọng. Và người mẹ trong quá trình mang thai ấy, nếu mà người mẹ vui vẻ, người mẹ hạnh phúc thì mới đẻ ra được một đứa con hạnh phúc. Còn nếu mà người mẹ mà cứ u sầu rồi trầm cảm buồn bã thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con mình rất nhiều. Thế nên mọi người bắt buộc phải là một cái người mẹ tốt ngay từ khi mang bầu nhé. Bích Phượng mang bầu được 3 tháng, ngày nào cũng cho bé nghe nhạc cho thông minh. Đúng rồi đấy em ạ. Để em làm rất là chuẩn đấy. Nghe nhạc thì ngày xưa là chị hay cho Bin nghe nhạc Mozart. Không biết bây giờ mọi người sẽ cho em bé của mình nghe những dòng nhạc nào. Nhưng khi chúng ta học cái khóa thai giáo này, chúng ta sẽ biết là con cái có nhu cầu nên được nghe cái nhạc nào tốt thì tốt nhất cho sự phát triển não bộ của các em bé trong bụng mẹ. 21 tuần thì vẫn áp dụng được bình thường Mai Nga ơi. Tất cả những người đang có bầu dù ở trong giai đoạn nào thì cũng có thể học được hết. Càng học sớm càng tốt. Nghe nói thai giáo giúp con có tình cảm với bố mẹ hơn. Chuẩn đấy em ạ. Đẻ ra sẽ thấy con mình gắn kết với mình hơn rất là nhiều. Chắc chắn là nên học từ khi mang bầu. Mình học càng sớm ấy thì mình sẽ càng có nhiều cái kinh nghiệm để mình có thể dạy con tốt hơn. Đấy cũng là một cái điều rất là tuyệt vời mà bây giờ Vân mới biết. Bây giờ mình có bầu thì chắc chắn là mình sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn ngày xưa. Hôm nay trẻ mọi người tung trời nhỉ. Cứ gọi là thai giáo thì bắt đầu từ khi bắt đầu có em bé trong bụng. Hoàng Thị Diễm. Đúng rồi, và trong link đăng ký là được em ạ. Trong này nó có rất nhiều khóa học mọi người ơi, mọi người muốn học cái gì cũng có ấy. Học ngoại ngữ hay là học năng khiếu, học yêu, học gì cũng có thể học được hết. Và cái đấy là một cái điều rất tuyệt vời khi mà Vân thấy là bây giờ mình có những người thầy mà vô hình ở trên mạng ấy. Xong mình có thể hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Rất là tuyệt vời.
Ưu đãi đang lên đến 75% nên là mọi người cố gắng tranh thủ nha. Tiệp Nguyễn vừa đăng ký rồi ạ. Chúc mừng em. Chào mẹ con chị Yến. Chào cô Vân xinh đẹp. Đấy thì Vân nghĩ là bất cứ một cái chuyện gì mình cũng không nên để cho cái việc stress nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Như Vân nhá, đã từ rất rất lâu rồi Vân không còn cảm giác tức giận với bất cứ một ai. Bởi đơn giản một điều là mình không bao giờ cho phép ai động chạm được cái bình yên ở trong tâm hồn của mình. Và khi mình vui vẻ, tất cả mọi người xung quanh mình đều vui vẻ. Cái năng lượng của mình tỏa ra lúc nào nó cũng tích cực, lúc nào nó cũng đầy yêu thương. Và mình nhìn vào khuôn mặt của một người, mình có thể đoán được là người đấy có đang hạnh phúc không, đúng không ạ? Hạnh phúc nó là một cái mà không ai mua được cả, chỉ có tự mình cảm nhận được nó từ bên trong thôi. Và với một cái người không bao giờ cáu giận thì lúc nào nhìn họ cũng hạnh phúc, nhưng mà khuôn mặt của họ cũng sáng bừng lên, hồng hào, hạnh phúc, khỏe mạnh. Nhìn cái năng lượng của họ tỏa ra ấy, làm cho ai cũng muốn ở gần. Thì mình mong là tất cả các mẹ sẽ luôn luôn giữ được cho mình cái điều đó. Vì trong một gia đình khi mà người mẹ hạnh phúc ấy, thì con cũng sẽ hạnh phúc, và tất nhiên là chồng mình cũng sẽ hạnh phúc. Thì là có một câu rất nổi tiếng là khi mà mẹ vui cả nhà sẽ đều vui. Tất cả các khóa học hiện nay thì đều đang là 399 ngàn nhé mọi người, đang giảm 75%. Và đúng rồi, mọi người hãy cố gắng để lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ. Thực ra vui vẻ thì nó là một cái năng lượng rất là tuyệt vời. Và mình có thể, đấy, ví dụ như Vân lúc này chẳng có gì xung quanh mà vẫn thấy vui vẻ. Vui vẻ vì được nói chuyện với mọi người, được chia sẻ với mọi người những cái điều mà mình đã học được trong cuộc sống. Nó làm cho mình trẻ ra rất nhiều. Trẻ ra, đẹp ra. Có tiền chưa chắc đã mua hết được mọi thứ đâu. Nhưng bạn vừa comment đấy là mình thấy hoàn toàn sai. Vì những cái niềm vui thực sự ấy lại hoàn toàn miễn phí, không hề mất tiền. Hồng Tố Nhi sinh xong nhìn gương không dám nhìn luôn chị ạ. Ai cũng vậy, ai cũng thế thôi. Khi mà sinh em bé xong thì mình cũng tự kỷ là mình cũng hồi đấy mình 65 cân, bây giờ mình có 52 cân thôi. Nhưng mà mình rất là, hồi đấy mình rất là bị stress, bởi vì là chưa bao giờ mình béo như thế. Đẻ em bé xong cũng không giảm được nhiều. Thế là mình quyết tâm mình tập. Và mình tập liên tục, ngày nào mình cũng tập nửa tiếng tập gym. Và mình tập theo một cái bài tập ở trên mạng ấy. Hồi đó thì mình chưa biết là có cái học online như thế này đâu. Thì mình cứ bật YouTube thôi. Mình học theo cái bài tập của mình, nhớ là hồi đấy mình học theo bài tập của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thế là trong vòng 3 tháng mình giảm 10 cân. Rất nhanh mình về lại được cái vóc dáng cũ. Và với phụ nữ ấy, khi mà mình vui vẻ thì cái năng lượng của mình nó tốt thì mình làm cái gì cũng tốt. Xong rồi tự nhiên là mình đi làm lại và mình cảm thấy rất là yêu đời. Sau đấy thì mọi thứ nó lại quay trở lại với mình. Thực ra trầm cảm sau sinh ấy nó chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn thôi. Và mình sẽ tự chiến thắng được bản thân. Mình sẽ vượt qua được khi mà mình có đủ những cái kiến thức. Và cái việc này cũng phải học. Nếu mà giai đoạn đó mình biết là có những cái khóa học online thì chắc là mình sẽ suốt ngày bật lên để xem, và chắc chắn là mình sẽ tự vượt qua được vấn đề của mình. Khánh Huyền, em vừa đăng ký yoga xong. Chúc mừng em. Chị rất là thích mọi người mà cứ 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 chăm sóc cho sắc đẹp và sức khỏe của mình, là chị rất là thích. Con của chị bây giờ đang ở Hà Nội, chị đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang xa con vời vợi đấy em ạ. Nhớ con quá đây. Em có thêm một bé nữa nên rất sợ có cảm giác bị mẹ bỏ rơi. Ôi Thu Hà, em đừng bao giờ lo chuyện đấy. Con cái chỉ chọn mình để được sinh ra, và con cái có hành trình riêng của con cái. Mình đừng bao giờ để cái việc mình buồn bã ảnh hưởng đến con của mình. Tức là mình buồn thôi là con mình nó sẽ buồn theo ấy. Mình luôn vui vẻ, mình luôn tin là con mình sẽ tốt thì con mình nó sẽ tốt. Khi mà mình học cái khóa dạy con theo phương pháp người Nhật, mình mới nhận ra một điều ấy, là hoàn toàn nó là ở mình. Cái cách nhìn nhận của mình với con mình, khi mình đặt niềm tin vào con, mình cho con một cái khoảng không để con được phát triển một cách đúng nghĩa, thì con cũng đón nhận lại được cái sự tin tưởng của mình, và tự nhiên con sẽ phát triển theo cách mình muốn.
Học trọn đời là đăng ký một lần em có thể học được cả đời. Đơn giản vậy thôi. Tức là mãi mãi sau này em có quay lại em đăng ký bằng cái account đấy của em thì em vẫn được học bình thường vì em đã đóng tiền rồi. Đấy là gọi là học trọn đời đấy. Em mua cái khóa học này với cái giá trị là 399 ngàn nhá. Nhưng những cái mà em nhận lại được, những cái kiến thức ấy sẽ ngoài sức tưởng tượng của em. Và chắc chắn là chị nghĩ là mọi người sẽ tìm được cái cách để nói chuyện với con giống như là chị đã tìm ra được cái chìa khóa cho mình ấy. Đúng rồi, trên này nó có rất nhiều link các cái bài học về ngoại ngữ, giao tiếp, đàn hát là đầy đủ hết mọi người ạ. Không thiếu một cái kỹ năng gì cả. Và mình thích nhất là cái khóa yoga, là cái khóa mà mình mê nhất, bởi vì là nó có tất cả những cái bài tập yoga từ những cái bước đầu tiên cho những người mới tập yoga cho đến những bài nâng cao. Và mình thấy là học yoga xong thì chắc chắn là mẹ nào cũng sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Nên là mọi người đừng bao giờ tiếc thời gian và công sức để đầu tư vào một cái lĩnh vực này. Em đăng ký rồi nè chị. Em có con gái 2 tuổi rất ương bướng. Mama nói con ai cũng bướng cả, chẳng có bạn nào là không bướng và lì lợm cả. Không có bạn nào sinh ra mà lại như thiên thần luôn hết. Và cái quan trọng nhất là cái cách mình nhìn nhận con mình thôi. Thì cá nhân chị thì khi mà con chị khóc lóc ăn vạ thì ngày xưa mình rất là lo lắng, mình lúc nào mình cũng phải dành thời gian để thuyết phục bạn ý, rồi trò chuyện để bạn ý, thậm chí là đáp ứng theo nhu cầu của bạn ý để bạn hết khóc. Mà bây giờ mình phát hiện ra là điều đấy nó rất là sai. Đôi khi mình nên để cho bạn ấy khóc, đôi khi mình lờ bạn ấy đi thì lại là cách tốt nhất. Người ta bảo người hạnh phúc nhất ý là người học được cái cách bơ đi, lờ đi mọi thứ. Thì mình thấy cái điều đấy rất đúng. Đôi khi với con mình bắt buộc phải bơ đi đấy mọi người ạ. Để cho bạn ấy tự nhận ra là bạn ấy đang sai. Và khi mình nói rồi mà bạn vẫn không nghe thì có nghĩa là mình mà đáp ứng theo nhu cầu của bạn ấy là mình sẽ tiếp tục làm cho bạn ấy lần sau có những cái yêu cầu khác nó kinh khủng hơn, và càng ngày cái mức độ ăn vạ nó sẽ càng tăng lên. Thế cho nên là tốt nhất bây giờ là mình cứ kệ thôi, không có can thiệp nhiều đến 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 những cái mong muốn của bạn ấy. Thanh Nga ơi, đây là cái đường link để mọi người có thể học online, học tất cả mọi thứ trên mạng đều chúng ta đều có thể tự học được. Bây giờ không phải là cứ đến trường, đến lớp, sách bút các thứ là thời đại này không còn là học kiểu đó nữa đúng không ạ? Mà bây giờ chúng ta có thể học mọi nơi, mọi lúc. Và hãy dành thời gian để học, chứ đừng xem những cái tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân. Rất lâu rồi mình không còn đọc báo nữa rồi, bây giờ mình chỉ thích đọc sách thôi. Và học những cái khóa học để hoàn thiện bản thân. Chúc bé nhà Tiệp sẽ luôn luôn ngoan nha. Thì thực ra là những cái mình chia sẻ từ nãy đến giờ cũng là những cái mình rất là tâm huyết ý. Và mình cũng mong là cái livestream ngày hôm nay thì sẽ giúp được cho rất là nhiều người đang có những cái vấn đề giống Vân. Bởi vì thực ra trong cuộc sống thì ai cũng cũng sẽ có một cái vấn đề gì đó. Người thì vướng mắc với chồng, người thì vướng mắc với con, thậm chí có người thì vướng mắc với bố mẹ. Thì để có thể học được cái cách hóa giải, để đắc nhân tâm ấy, để sống được lòng người thì mình thật sự là mình rất là cần phải học. Nó gọi là học làm người đấy ạ. Vân Anh. Đúng rồi, các cái video dạy ở trên Edumon rất là dễ hiểu, và các cái khóa học được chia thành thành từng phần nhỏ 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 ấy. Mình có thể học bất cứ cái điều gì mà mình mong muốn, ví dụ như Vân là Vân hay kích vào phần là có nên nuông chiều, có nên đáp ứng những nhu cầu của trẻ không chẳng hạn, và làm gì khi trẻ ăn vạ chẳng hạn. Nó có rất là nhiều những cái cách để chúng ta có thể đối xử được lại với, gọi là trị những cái ca khó. Vì các bạn trẻ bây giờ rất là thông minh. Cái giai đoạn này là mình thấy các bạn có smartphone ấy, các bạn ấy thậm chí là các bạn ấy cũng tự học được, chứ còn không cần phải hỏi bố mẹ đâu. Có khi bây giờ bố mẹ còn không update bằng các bạn ý đâu. Đăng ký tại link của Vân thì được ưu đãi, đúng rồi. Học qua video. Quên bài thì mình học lại thôi, học đến bao giờ nhớ thì thôi. Mỗi ngày mình học 10 đến 15 phút là đủ rồi.
khi mà mình rảnh rang ra mình đi chợ về chẳng hạn, hoặc là khi con cái đã đi ngủ rồi chẳng hạn, thì mình dành thời gian để mình học. Yoga bầu rất tốt cho phụ nữ mang thai. Bây giờ mình mới biết là bầu cũng tập được yoga đấy. Khóa học của Edumon luôn à? Ờ, thì coi như mình lại có thêm một kinh nghiệm mới. Cảm ơn bạn Duy. Free ship mã kích hoạt chắc là được em ạ. Học lúc nào cũng được Ốc Ngọc Diệp nhá. Bất cứ lúc nào 24 trên 24 luôn. Bởi vì nó phụ thuộc vào lịch học của em. Bài học thì lúc nào cũng ở trên mạng rồi. Lần này học yoga xong sớm lấy lại vóc dáng. Mọi người nên tập càng sớm càng tốt. Bởi vì khi mà cơ thể của mình nó đang vẫn đang trong giai đoạn hồi phục lại ấy, thì mình tập nó chưa kiểu bị săn chắc quá ấy, thì mình sẽ lấy lại được vóc dáng rất nhanh thôi. Đừng bao giờ bỏ bê bản thân của mình, hãy luôn luôn yêu thương nó. Vận động cũng là một cách yêu thương đúng không ạ? Thực ra với Vân đôi khi mình không có thời gian để tập yoga nhiều ấy, thì mình sẽ cố gắng để mình đi bộ thật nhiều. Mỗi một ngày nếu mà đi bộ được 10.000 bước chân thì là tốt nhất. Bây giờ người ta bán cái đồng hồ đo bước chân trong ngày ý, mọi người có thể mua. Cái đấy cũng rất là hay nhá. Mỗi một ngày mình sẽ đo được là mình đi bao nhiêu bước, và mình đi được 10.000 bước trong một ngày hạn, là ngày hôm đó coi như là mình chiến thắng bản thân. đăng ký ở trên cái link của chị nhá. Chị có đăng ở trên phần caption đấy. Đẻ xong bao lâu thì tập yoga? Chị thì chị tập sau khi chị sinh xong em bé khoảng 2 tháng là chị bắt đầu tập rồi. Thì đến khoảng 5 tháng là người mình bình thường lại. Thực ra ấy, cơ thể của mình ý, mất 9 tháng để nó to đùng ra mà. Thì các bạn cũng phải cho nó ít nhất là 9 tháng nó mới hồi lại được như cũ chứ đúng không? Nó to ra dần dần, nó phải bé lại dần dần chứ. Đừng có ham hố mà giảm cân một cái cách quá là vội vàng gấp gáp. Thì nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của mình đâu. Bé nhà em tật xấu, muốn gì là nằng nặc đòi bằng được. Đấy, ngày xưa bạn Bin nhà chị cũng thế đấy. Và chị cho bạn ý khóc hết nước mắt luôn. Tức là coi như là cho bạn ý cứ thế kệ bạn ấy, và đến khi nào mà bạn ấy mệt thì thôi. Với mình mới nói là thế đã mệt chưa? Đòi thì đã đủ chưa? Mình sẽ không đáp ứng. Bởi vì mình mà đáp ứng là chắc chắn là bạn ấy sẽ tiếp tục như thế, càng ngày càng ăn vạ nhiều hơn đấy. Đã mình có chia sẻ với mọi người rồi, đấy là cái cách để mình có một cái cơ thể trẻ trung và thon gọn và dẻo dai thì chỉ có thể là tập tành thôi. Mỗi người thì sẽ lựa chọn một cách tập khác nhau. Nhưng mà hôm nay thì Vân đặc biệt muốn nhấn mạnh đến cái tập yoga trẻ hóa và thon gọn cơ thể. Ở trên mạng thì mình học yoga trên mạng của Edumon. Và một cái khóa học bây giờ nó đang được giảm 75%. Nếu mà các bạn đăng ký qua link của Vân thì sẽ còn có 399 ngàn thôi. Chứ hồi trước Vân đăng ký là hơn 1 triệu đấy. Nên là mọi người phải chớp ngay lấy cơ hội này nhá. Tập yoga không khó đâu mọi người ơi, dễ lắm. Mà trong cái bài tập này nó còn hướng dẫn từng bước một, từ starter cho đến chuyên nghiệp, là đều có những cái bài tập dành riêng cho chúng ta. Và cái người dạy chúng ta ở trong cái Edumon, cái phần phần yoga ấy, thì ai cũng biết đấy là chị đại sứ yoga Việt Nam Nguyễn Hiếu. Lần nào mọi người cũng thắc mắc về tóc mình. Mọi người đừng thắc mắc về tóc của Vân nhá. Lúc mỗi lúc Vân một kiểu ấy, đừng thắc mắc làm gì cho nó mệt ra. Cứ xinh là được đúng không ạ? Phụ nữ mình cứ xinh là được, không quan trọng làm cách nào, miễn là xinh là được. À, Trúc Diễm, em vừa đăng ký yoga xong nè chị Vân ơi. Tuyệt vời quá. Chị học ở Edumon nhá, Vũ Thị Thúy, chị học yoga của chị Nguyễn Hiếu. Đấy thì hôm nay mình đã có 3 phần quà để tặng cho 3 người tương tác livestream của mình rất là nhiệt tình. Đó là một phần quà về cách học dạy con của người Nhật này,
và một phần quà về thai giáo và một phần quà về yoga. Thì hy vọng là mọi người đã, ba người mà nhận được quà của Vân ngày hôm nay ấy, thì sẽ đừng bỏ lỡ cơ hội này, và hãy cố gắng học tất cả những kiến thức có thể để chắc chắn là chúng ta sẽ trở nên là những người mẹ tuyệt vời. Bởi vì là người ta nói là học học nữa học mãi mà, riêng việc học không bao giờ nên dừng lại cả, kể cả sau này Vân lớn tuổi rồi chắc Vân cũng sẽ vẫn thích học ấy, không bao giờ dừng học cả. Và học có thể là việc việc học nó là việc trọn đời mà, nên là mọi người đừng hỏi Vân là học mấy tháng mà với Vân thì sẽ là học mãi mãi, không bao giờ dừng lại. Và hôm nay mọi người đăng ký trên cái đường link của Vân ấy thì sẽ được giảm 75%, tức là một cái khóa học còn có 399.000 thôi. Hương Ngọc Lan, chúc mừng em nhá. Chị nhà chị có hai cái thảm liền, bạn nào có nhu cầu chị tặng em một cái. Cảm ơn chị đã chia sẻ khóa học hữu ích. Cảm ơn em Bích Phượng. Thế là mọi người hôm nay mình cũng rất là vui vì là chia sẻ được với mọi người về cái phương pháp nuôi dạy con. Và như mọi người cũng biết thì cái gì hay thì mình sẽ học, đúng không ạ? Mình sẽ học hỏi những cái điều tốt đẹp từ những cái người mà mình ngưỡng mộ. Thì với Vân thì Vân sẽ luôn luôn đi theo cái phương pháp dạy con của người Nhật, và mình tin là mình sẽ sau này mình sẽ có thể là một người mẹ tốt để cho Bin phát triển và luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được là con của mình. Thì mình cũng mong là mọi người cũng sẽ giữ được cho mình một cái tâm trạng tích cực như thế, luôn luôn vui vẻ thì những người xung quanh của mình cũng sẽ vui vẻ. Mình sẽ là tấm gương phản chiếu lại thế giới xung quanh mình, đúng không ạ? Và khi mà mình cảm thấy hạnh phúc ấy thì mình nhìn xung quanh mình cũng sẽ thấy là ai cũng tốt, ai cũng đáng yêu với mình hết. Lúc đó thì cũng không ai nỡ làm điều xấu với mình đâu mọi người ạ. Tại vì thực ra mình không bao giờ mình làm điều xấu với ai cả. Và cái quan điểm của Vân là luôn luôn tôn trọng mọi người. Còn ai không tôn trọng mình, ai đối xử không tốt với mình thì mình tránh xa ra, không bao giờ gặp lại. Mình chỉ yêu những người yêu mình thôi. Và cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không? Rồi, hôm nay thì Vân đã dành quá nhiều thời gian để chia sẻ với mọi người rồi. Và hy vọng là sẽ hữu ích. Những cái khóa học hôm nay Vân chia sẻ nó thực sự là tâm huyết, cũng như là những cái mà Vân đã chắt chiu được cho bản thân mình ấy. Thì khi mà chia sẻ với mọi người hôm nay thì mọi người cũng cũng sẽ nhận được một phần cái năng lượng của Vân trong đó. Và hy vọng là ba cái món quà hôm nay dành cho mọi người thì mọi người sẽ trân trọng và đừng bỏ lỡ với cơ hội được học nhé. Em cảm ơn chị Yến. Em lúc nào cũng cực kỳ là nhiệt tình và yêu quý em. Cảm ơn Hương Nguyễn. Cảm ơn Thu Hà. Thu Hà nhớ học thai giáo nhá. Rồi, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ.